Cô chào các em. Trong tiết học trước thì cô đã hướng dẫn cho các em hai dạng bài tập rồi. Thế dạng bài tập tiếp theo hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một phần liên quan đến đường thẳng, vuông góc với lại mặt phẳng. Thì cũng giống như tiết học trước là cô cũng tóm tắt lý thuyết, phân dạng bài tập và có một số bài tập minh họa. Chúng ta cùng theo dõi và ghi vào vở nhé. Dạng bài tập thứ 3. Đó là dạng bài tập xác định thiết diện đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng. Phương pháp. Muốn tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng alpha qua một điểm M và vuông góc với lại đường thẳng D. Ta tìm hai đường thẳng A và B cùng vuông góc với lại đường thẳng D. Áp dụng tính chất đường thẳng D vuông góc với lại đường thẳng A, đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng alpha, đường thẳng A chứa trong mặt phẳng alpha thì đường thẳng A sẽ song song với mặt phẳng alpha. Ta suy ra được mặt phẳng alpha là mặt phẳng qua M và song song với A và B, hoặc chứa một trong hai đường thẳng A và B song song với đường thẳng còn lại. Sau đây cô sẽ cho bài tập minh họa. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABC, tức là SA vuông góc với mặt đáy. Mặt phẳng P đi qua trung điểm M của đoạn thẳng AB và vuông góc với SP. Cắt AC, SC, SB lần lượt tại 3 điểm N, P và Q. Tứ giác MN, PQ là hình gì? Thế trước tiên để làm được bài tập này thì các em phải đọc thật kỹ đề bài, xem đề bài cho gì và yêu cầu gì. Và một việc không thể thiếu đó là các em phải vẽ hình thật là chính xác. Thế trước tiên các em sẽ phải vẽ, đây là hình chóp thì chúng ta sẽ vẽ mặt đáy trước. Đó là chúng ta sẽ vẽ một tam giác thường ABC trong không gian tam giác thường biểu diễn cho tất cả các tam giác. Sau đó các em sẽ ký hiệu riêng để phân biệt là tam giác đấy là tam giác gì. Vậy trong trường hợp này, tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Thì đầu tiên các em sẽ vẽ tam giác ABC là tam giác thường. Sau đó các em tại điểm B chúng ta đánh góc vuông vào. Thì trong không gian tam giác ABC trở thành tam giác vuông. Các em theo dõi hình vẽ.
Đây, tam giác A, B, C. Em sẽ vẽ cái tam giác ABC này trước này. Và để không bị nhầm thì chúng ta sẽ vẽ bằng bút chì trước này. Và đường mà chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta sẽ phải vẽ bằng nét đứt. Bám vào giả thiết người ta cho tiếp, đó là ở đây cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. Như vậy, các em nhìn trực diện ở đây. Từ điểm A, chúng ta sẽ thấy là điểm S sẽ nằm trên cái đường thẳng vuông góc trực diện với lại AC đây. Thì các em sẽ vẽ hình như thế, nó sẽ chính xác hơn và các em nhìn rõ hơn. Đây, các em lấy một điểm S nằm ngoài mặt phẳng ABC và điểm S phải nằm ngay trên cái đường vuông góc với AC nhé. Từ điểm S nằm ngoài mặt phẳng ABC, các em sẽ nối S với A, nối S với B, nối S với C. Và các em đánh dấu móc vuông ở đây. Góc vuông tại đây này. Đó là SA vuông góc với AC đó. Thì chúng ta sẽ có hình chóp tam giác SABC. Trong đó tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Các em ký hiệu góc vuông tại B đây. SA vuông góc mặt đáy, các em sẽ vẽ cái móc vuông vào đây, góc vuông vào đây, ký hiệu vuông góc. Đó. Và đề bài người ta cho tiếp theo đó là mặt phẳng P đi qua trung điểm M của đoạn thẳng AB. Tức là qua trung điểm M của cạnh AB của tam giác vuông ABC đó. Vậy thì tại điểm M, tại trên cạnh AB này, các em sẽ lấy điểm M nằm chính giữa đoạn thẳng AB và chia đoạn thẳng AB ra làm hai phần bằng bằng nhau. Các em cũng ký hiệu hai cạnh AM và MB bằng nhau cho cô. Trong bài này thì mặt phẳng P đi qua điểm M này là trung điểm của AB này. Và mặt phẳng P này này lại vuông góc với SB. Các em nhìn thấy SB đây. SB. Vuông góc với SB nữa. Và đồng thời SC, SB lần lượt tại NPQ. À, cắt AC nữa tại NPQ. Và người ta hỏi tứ giác MNPQ này là hình gì? Thế trước tiên, chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Các em theo dõi nhé và ghi vào vở. Đầu tiên, các em có AB vuông góc với lại BC. Theo giả thiết bởi vì tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Ta lại có SA vuông góc với BC. Bởi vì đề bài cho là SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. Do đó SA vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABC. Như vậy là SA sẽ vuông góc với BC. Em thấy là SA vuông góc với BC. AB vuông góc BC. Do đó BC sẽ vuông góc với SB.
BC sẽ vuông góc với SB. Bởi vì ở đây ta thấy là BC vuông góc với AB, BC vuông góc với SA. Như vậy là BC sẽ vuông góc với lại mặt phẳng SAB. Mà SB lại nằm trong mặt phẳng SAB, do đó BC sẽ vuông góc với SB. Vậy BC vuông góc với SB. Mặt phẳng P cũng vuông góc với SB. Do đó, mặt phẳng P của chúng ta sẽ song song với BC. Mặt phẳng P này sẽ song song với lại BC. Và cô chú thích, đây là ý thứ nhất. Mà em thấy là mặt phẳng P này lại giao với mặt phẳng ABC theo giao tuyến MN. Cô chú thích thứ hai. Từ 1 và 2 suy ra MN sẽ song song với BC. Em thấy là MN sẽ song song với BC. Và tương tự, các em sẽ chứng minh được là PQ cũng song song với BC. Khi đó, các em thấy MN song song với BC, PQ cũng song song với BC, mà BC lại vuông góc với lại mặt phẳng SAB. BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Nên từ đây chúng ta suy ra PQ song song với MN lại vuông góc với mặt phẳng SAB. Do đó PQ song song với MN và MN lại vuông góc với lại QM. Vậy ở đây thiết diện của chúng ta sẽ là hình thang MNPQ, MNPQ vuông tại M và Q. Như vậy, bài tập thứ nhất chúng ta đã tìm hiểu xong. Sau đây, các em sẽ chuyển sang cái bài tập thứ hai. Câu thứ hai. Cho tứ diện đều ABCD cạnh A bằng 12. Gọi P là mặt phẳng qua B và vuông góc với AD. Tính diện tích thiết diện của mặt phẳng P và tứ diện đã cho. Đầu tiên, các em sẽ
Đọc kỹ đề bài. Đề bài giả thiết cho gì và yêu cầu gì? Ở đây đề bài người ta cho tứ diện đều ABCD. Thế các em hiểu tứ diện đều ở đây chính là hình chóp tam giác đều. Và hình chóp tam giác nghĩa là hình chóp có đáy là một cái tam giác đều. Và đề bài người ta cho cạnh A bằng 12. Thế đầu tiên các em sẽ vẽ mặt đáy BCD. Vẽ mặt đáy BCD. Sau đó, để vẽ được điểm A này, các em sẽ phải vẽ tâm của mặt đáy. Đó là tâm của cái tam giác BCD. Tức là chúng ta sẽ tìm trọng tâm của tam giác BCD. Sau đó từ trọng tâm này, G này, chúng ta sẽ vẽ đường vuông góc trực diện với mặt đáy BCD. Và trên cái đường vuông góc đấy các em sẽ lấy điểm A. Đó. Thế đầu tiên các em sẽ làm như sau. Các em sẽ gọi M là trung điểm của cạnh AD. Các em lấy M là trung điểm của AD. Các em ký hiệu MA bằng MD cho cô nhé. Lúc này ta sẽ có tam giác ABD. ABD. Và tam giác ACD là hai tam giác đều. Do đó, AD sẽ vuông góc với BM. AD vuông góc với lại BM. AD vuông góc với CM. AD cũng vuông góc với lại CM. Như vậy, AD đồng thời vuông góc với BM và vuông góc với CM. Do đó, AD sẽ vuông góc với lại mặt phẳng BCM. BCM. Từ đây, mặt phẳng P chính là mặt phẳng BCM. Do đó, thiết diện của mặt phẳng P và hình chóp ABCD là tam giác BCM. Chính là tam giác BCM luôn. Ở đây Phong nhìn không rõ lắm thì em ghi thêm vào cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tính BM bằng CM sẽ bằng BA nhân căn 3 trên 2 bằng BA nhân căn 3 trên 2. Mà BA đề bài người ta cho bằng 12 thì các em thay vào sẽ là bằng 12 nhân căn 3 trên 2 và kết quả bằng 6 nhân căn bậc 2 của 3. Tam giác BCM cân tại M. Khi đó các em sẽ gọi H là trung điểm của cạnh BC. H là trung điểm của cạnh BC. Do đó MH lúc này sẽ vuông góc với lại BC.
Như vậy, diện tích của tam giác BCM lúc này sẽ bằng 1 phần 2 BC nhân với MH. 1 phần 2 BC nhân với lại MH. Và bằng 1 phần 2 nhân với lại 12 nhân với căn bậc 2 của BM bình trừ đi BH bình. Và bằng 6 nhân căn bậc 2 của 72 trừ đi 6 bình. Và kết quả bằng 36 căn 2. Bài tập thứ 3. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A. Đáy lớn AD bằng 8, BC bằng 6. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. SA bằng 6. Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng P là mặt phẳng qua M và vuông góc với AB. Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng P và hình chóp đã cho. Thế đầu tiên các em đọc kỹ đề bài. Đề bài cho gì và yêu cầu gì? Thế trong bài này người ta cho hình chóp SABCD, tức là đáy là tứ giác. Và ở đây, đáy ABCD lại là hình thang vuông tại A. Trong đó đáy lớn AD bằng 8 này, còn đáy nhỏ BC bằng 6. Và trường hợp ở trong cái bài này thì là có cạnh bên SA cũng vuông góc với mặt đáy. Và người ta cho sẵn SA bằng 6 rồi. Giả thiết cho tiếp theo đó là M là trung điểm của đoạn thẳng AB, của cạnh AB ấy. Mặt phẳng P là mặt phẳng qua M và vuông góc với AB. Giờ người ta yêu cầu là tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng P và hình chóp đã cho. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cô hướng dẫn bài này. Các em sẽ vẽ mặt đáy, đó là hình thang vuông tại A. A, B, C, D. Trong đó, đáy lớn là AD. Đáy nhỏ là BC. Tức là AD và BC các em sẽ phải vẽ song song với nhau. Và ở đây hình thang này là hình thang vuông tại A. Do đó các em đánh dấu móc vuông ở điểm A và móc vuông ở điểm B cho cô. Từ điểm A thì các em sẽ vẽ S đường thẳng mà vuông góc với AD trực diện luôn. Và trên đó các em sẽ lấy điểm S. Rồi các em lại nối S với B, S với C và S với D. Thì các em sẽ có hình thang vuông S, A, B, C, D. Trước tiên, các em thấy là mặt phẳng P này người ta cho. Mặt phẳng P vuông góc với lại AB. Mà SA cũng vuông góc với lại mặt phẳng ABCD. Thế do đó ở đây, mặt phẳng P của chúng ta sẽ song song với lại SA.
Các em gọi Y, G, K lần lượt là trung điểm của SB, CD và SC. Y là trung điểm của SB này. G là trung điểm của CD. Như vậy trong trường hợp này, cô xin lỗi nha. Các em sẽ gọi là điểm N là trung điểm của CD này. Còn K là trung điểm của SC. Các em sửa cho cô nhé. Rồi. Ta có IK song song với MN và đồng thời cũng song song với AD. Mặt phẳng P và mặt phẳng SAB cắt nhau theo giao tuyến IM. Do đó ở đây các em thấy là IM sẽ song song với SA. Như vậy IM song song với SA mà SA lại vuông góc với lại MN. Do đó IM cũng vuông góc với lại MN. Suy ra thiết diện là hình thang M N K I. Và ở đây hình thang này vuông tại M này và vuông tại I. Như vậy là diện tích của hình thang MNKI sẽ bằng IK cộng với lại MN trên 2 nhân với lại MI. Và ở đây sẽ bằng 3 cộng 7 trên 2 nhân với 3. Và kết quả bằng 15. Chúng ta sẽ sang một dạng bài tập tiếp theo. Đó là dạng 4. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Phương pháp. Cách 1. Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Bước 1. Tìm tâm O của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Bước 2. Các em dựng đường thẳng D đi qua O và vuông góc với lại đáy. Trục của đa giác đáy. Bước 3. Dựng mặt phẳng trung trực P của một cạnh bên của hình chóp. Bước 4. Các em tìm giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Đó là điểm Y. Điểm Y này là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Thì sang lớp 12 thì cái phần này thì các em cũng sẽ sử dụng. Cho nên là
Các em cố gắng chúng ta học thật chắc ở lớp 11 để sang lớp 12 chúng ta đỡ bỡ ngỡ. Các em ghi lại cái dạng bài tập này và ghi phương pháp và vở cho cô nhé. Cách 2, các em sử dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông. Đầu tiên, bài tập thứ nhất này. Cho hình chóp SABCD. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. ABCD là hình vuông tâm O. Gọi Y là trung điểm của SC. Chứng minh rằng Y cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp. Đầu tiên các em sẽ đọc kỹ đề bài xem giả thiết người ta cho gì và yêu cầu gì. Thế trong bài này thì ở đây người ta cho hình chóp SABCD là hình chóp tứ giác. Như vậy đầu tiên các em sẽ vẽ hình bình hành ABCD. Trong không gian hình biểu hiện hình bình hành biểu diễn cho hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Thế đầu tiên các em sẽ vẽ hình bình hành ABCD này. Nhớ là vẽ bằng bút chì trước nhé. Và vẽ rõ ràng là nét nào nét đứt, nét nào nét liền. Các em ký hiệu góc vuông vào các góc ABCD này. Bốn cạnh AB, AD, CD và BC bằng nhau thì các em ký hiệu giống nhau. Tại điểm A thì trên cái đường trực diện vuông góc với AD này này, các em lấy một điểm S. Sau đó lấy điểm S nối A, nối S với B, S với C và S với D. Thì chúng ta sẽ có hình chóp theo đề bài. Và SA vuông góc đấy, các em sẽ vẽ một góc vuông ở đây, ký hiệu vuông góc ở đây. BCD, ABCD là hình vuông tâm O. Trên cạnh SC các em sẽ lấy điểm Y là trung điểm của SC. Tức là Y nằm chính giữa SC và chia SC ra làm hai đoạn thẳng bằng nhau. Cũng ký hiệu hai đoạn bằng nhau đây. Và đây người ta yêu cầu chúng ta chứng minh Y cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp. Thế sau khi vẽ hình xong rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ dựa vào giả thiết để chúng ta làm và dựa vào phương pháp mà cô vừa mới đưa. Thì đầu tiên các em thấy SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Do đó SA sẽ vuông góc với lại AC. Nên tam giác SAC lúc này là vuông tại A. BC vuông góc với SA. BC vuông góc với AB. Do đó BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Nên BC sẽ vuông góc với SB. Mà BC vuông góc với SB. Vậy tam giác SBC lúc này sẽ vuông tại B đây. Ta có CD vuông góc với SA. Vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD, do đó SA sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABCD. Như vậy là CD sẽ vuông góc với SA. CD vuông góc với AD.
Bởi vì ABCD là hình vuông, AD và CD là hai cạnh kề của hình vuông, do đó CD và AD vuông góc với nhau. Thế CD vuông góc với SA, CD vuông góc với AD, do đó CD vuông góc với mặt phẳng SAD. CD vuông góc mặt phẳng SAD, do đó BC sẽ vuông góc với SD. Tức là đầu tiên là CD sẽ vuông góc với mặt phẳng SAD đã này. Mà CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Do đó CD vuông góc với SD. Mà BC vuông góc với lại CD, do đó BC cũng vuông góc với SD. Nên tam giác SCD lúc này là tam giác vuông tại D. Gọi Y là trung điểm của SC. Nên AI, BI, DI lần lượt là trung tuyến ứng với cạnh huyền SC của các tam giác SAC, SBC và SDC. Do đó AI lúc này sẽ bằng IB bằng IC bằng ID và bằng IS. Hay Y cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp SABCD. Y cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp SABCD. Như vậy, bài toán của chúng ta đã được thực hiện xong. Thế thời gian có hạn cho nên là cô chỉ hướng dẫn chúng ta đến đây thôi. Thì bây giờ các em xem trên YouTube và sau đó là ghi lại bài. Có những vấn đề gì không hiểu, chúng ta có thể hỏi lại các thầy cô giáo. Thế tiếp theo cô sẽ cho chúng ta cái bài tập cho hình chóp SABC có đáy ABCD. ABC là tam giác đều và có trọng tâm là G. Tìm điểm O là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Thì bài này các em sẽ ghi vào vở và sau đó chúng ta làm bài tập về nhà. Giờ sau cô trò chúng ta cùng chữa bài này nhé. Cô chúc các em có một buổi học thật tốt và đạt hiệu quả. Cô chào các em.